Nói đến hạt dẻ, nhiều người vẫn nghĩ chỉ có hạt dẻ của đất Trùng Khánh, Cao Bằng là số 1. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, vườn dẻ thơm ngon của anh Nguyễn Trung Hiếu, người dân tộc Tày ở thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn lại là điểm đến của rất nhiều người yêu thích hạt dẻ. Anh được mọi người trong thôn quý mến bởi tính tiên phong, gương mẫu và làm kinh tế giỏi với mô hình trồng cây hạt dẻ và trồng rừng. Thì cái thời điểm năm 2003 về cái đầu tư phát triển kinh tế cho chính gia đình mình, thì gia đình tôi cũng đã tìm hiểu và trồng rất nhiều loại cây ở trong cái khu vực này. Thì sau khi mà trồng và đánh giá thì là một số cây có phù hợp nhưng mà cái giá trị kinh tế nó không cao. Qua công ty cổ phần giống cây trồng Đông Bắc để biết đến cái giống cây dẻ này. Trước đây từ thời bố mẹ anh Hiếu đã làm vườn đồi, thế nhưng những loại cây gia đình anh trồng như hồng, vải, mận đều không mang lại hiệu quả kinh tế cao, bị sâu bệnh phá hoại. Khó khăn nhất là khi mà mình trồng ra thì mình không có điểm tiêu thụ và không có nơi tiêu thụ và không có khách tiêu thụ. Như nhà nông trồng một cái cây thì nó phải mất 3 đến 4 năm mà trong khi đấy mà sản phẩm mình không bán được. Mình bỏ công lao động ra chăm sóc, phải đầu tư vào những cái loại cây giống cây trồng mà khi đấy mà nó không đem lại kết quả gì. Đang loay hoay với việc trồng cây gì thì đầu năm 2003, thành phố Lạng Sơn có chủ trương xây dựng mô hình thí điểm trồng thử giống dẻ mới. Thế là gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dẻ. Thời điểm đấy là gia đình mình cũng là một cái dịp mà mẹ mình là được giám đốc của công ty giống cây trồng Đông Bắc mời đi để mà tham quan một số những cái mô hình trồng dẻ tại nước bạn cũng như là tại trên Trùng Khánh Cao Bằng. Thời điểm đấy mà giá trị của cái hạt dẻ ở Cao Bằng nó đã rất là lớn, cũng mong muốn là mang cái cây dẻ từ Trùng Khánh Cao Bằng và một số cây trồng ở bên nước bạn về để trồng thử tại cái vùng Quảng Lạc mình, gây dựng lên một cái cây trồng mới cho địa bàn trên địa phương. Nó là một cái trồng hoàn toàn mới. Thì chúng tôi cũng đã bắt đầu thử trồng cái diện tích đầu tiên là được hơn 300 cây. Thì sau một năm đánh giá về cái sự phát triển của cây thì là thấy nó rất là phù hợp với cái điều kiện khí hậu cũng như là thổ nhưỡng trên địa bàn xã này. Chỉ sau 2 năm chăm sóc, 300 gốc dẻ sinh trưởng tốt và bắt đầu bói quả. Kích thước hạt dẻ lớn, to tròn. Nhận thấy đây có thể sẽ là giống cây giúp phát triển kinh tế bền vững. Năm 2006, anh Hiếu quyết định phá bỏ gần 3 hectare cây ăn quả sau nhà để chuyển sang trồng dẻ. Thì cái thời điểm đấy thì cũng là phải đánh điều là toàn bộ những cái cây trồng cũ chúng tôi là buộc phải phá bỏ toàn bộ để mà khi mà thay cây trồng dẻ được vào. Và nhiều lúc cũng băn khoăn là cũng chưa biết là đi về đâu. 2014 đã có sản phẩm hạt dẻ rồi. Được các cơ quan chính quyền quan tâm về cái mô hình cây hạt dẻ này. Không những là chỉ ở trong thành phố, trong tỉnh mình mà một số những cái thành huyện hoặc là những cái tỉnh lân cận họ cũng đã đến đây và tìm hiểu. Khi đấy thì cái giá trị của sản phẩm từ hạt dẻ này nó mang lại cho mình một cái nguồn thu rất là ổn định. Cái thời điểm khó khăn nhất thì cái vườn dẻ này thu nhập bình quân cái vườn dẻ này 1 ha. Cái thời điểm khó khăn nhất nó cũng phải thu được hơn 60 triệu trên một năm. Thì cái nguồn đấy thì có thể là nó đã hơn bất kỳ những cây gì mình trồng hiện tại vừa trước khi mình trồng rồi. Theo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ năm 2014 là đưa cây dẻ này vào lồng ghép với để nhằm khuyến khích bà con tạo nên một cái vùng nguyên liệu để mà có thể cùng nhau phát triển cây hạt dẻ này thành một cái nguồn hàng hóa nó ổn định hơn và mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho các bà con. Qua kinh nghiệm trồng dẻ lâu năm và tự mày mò tìm hiểu, từ năm 2013, anh Hiếu cũng đã tiến hành tự ghép để ươm giống cây dẻ. Hiện trong vườn ươm của gia đình anh Hiếu có khoảng 3.000 cây giống cung cấp ra thị trường. Cây hạt dẻ dễ trồng, công chăm sóc ít, tuổi thọ lâu. Cưa gốc khi cây già để chồi mới mọc lên, vẫn lại sai quả như bình thường. Việc chăm sóc cây dẻ cũng khá đơn giản. Mỗi năm 2 lần bón phân, tỉa cành và vun xới gốc. Nhờ vậy sau khi trừ chi phí, anh thu về vài trăm triệu đồng một năm. Đồng thời còn tạo việc làm theo thời vụ cho một số lao động địa phương. Bên cạnh đó, anh còn nhận hỗ trợ một số bà con tại địa phương về cây giống, kỹ thuật chăm sóc để mở rộng diện tích cây trồng này, đồng thời bao tiêu sản phẩm, tìm đầu ra cho người dân. Nhiều bạn trẻ trong xã cũng đang học tập mô hình trồng dẻ của anh Hiếu, cải tạo lại đất đồi ở khu nhà mình để trồng cây dẻ và bước đầu có hiệu quả.
Về cây dẻ thì anh Hiếu là một người anh cả trồng dẻ đầu tiên của xã Cảng Lạc này, nên là anh rất có kinh nghiệm về cái khâu chọn giống, xong rồi chăm sóc và kỹ thuật và cái khách hàng thu mua thì anh ấy rất là tốt, nên là cũng học hỏi được anh ấy rất nhiều, rất nhiệt tình đi từng nơi, hoặc là mình xuống tận gia đình anh thì anh dẫn đi tận vườn và chỉ rõ là cây này bị bệnh gì hoặc là chọn cây như thế nào, là rất tận tình, tận nơi tận chỗ. Mình học được cái anh ấy là cái nghị lực cuộc sống và cái tinh thần là chịu khó, cố gắng và vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo. Cái thời điểm mà mang hạt để ra thị trường ấy thì đúng là cũng rõ mà cái kỷ niệm đáng nhớ mà đến bây giờ mà chắc là khả năng không bao giờ quên. Thì mọi người cũng nghĩ là đây là rẻ, mình là rẻ Trung Quốc, mình ngồi mình bày thúng ở cạnh đường là mình ngồi mình ăn sống trực tiếp. Thế là đến một mùa năm sau là mọi người là bạn đã biết đến là thế là Quảng Lạc cũng có rẻ, và mình cũng giới thiệu là đây là địa chỉ vườn tại đây. Và cũng rất may là thời điểm đấy là cái mối quan hệ xã hội của gia đình cũng tương đối rộng, thì là họ bạn bè họ xuống đấy chơi là họ cũng bắt đầu là về đây chơi và xem thấy và giới thiệu tất cả với các bạn bè khác, và họ cũng đã xuống đây và tận mắt chứng kiến là đây là rẻ ở Lạng Sơn chứ không phải ở Trung Quốc. Cả từ đấy là mình cũng khẳng định được là cái rẻ này là của Lạng Sơn. Không muốn dừng ở hướng tự phát, quy mô gia đình, sản lượng thấp, anh Hiếu cùng bà con đã thành lập ra hợp tác xã nông nghiệp An Sơn với mục đích liên kết các hộ dân trồng rẻ và có kinh nghiệm trên địa bàn xã tham gia sản xuất theo hướng tập trung, an toàn với diện tích ban đầu trên 2 hectare. Các hộ dân trên địa bàn xã tham gia vào chương trình để trồng rẻ này thì Ủy ban nhân dân xã vừa cũng đã đề xuất với thành phố là thành lập một cái hợp tác xã nông nghiệp An Sơn. Thì hiện nay thì mình đang là quản lý của hợp tác xã đấy. Thì là cũng qua đấy thì cũng hỗ trợ bà con, những hộ mà mong muốn trồng và phát triển cái hạt rẻ thì sẽ được xã, ngoài việc mà hỗ trợ về từ ngân sách, là ngoài việc hỗ trợ về cây giống phân bón cho năm đầu tiên, thì cũng được bên hợp tác xã là họ hỗ trợ về cái kỹ thuật chăm sóc cũng như là cái quy trình chăm sóc thu hái và bao tiêu một số sản phẩm nếu như bà con gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Mình cũng đã trao đổi và cũng đã truyền đạt lại tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đã có trong quá trình mình trồng và chăm sóc cây rẻ. Thì toàn bộ những cái kinh nghiệm đấy, ngoài những cái việc đã được mình chắt lọc ra và mình truyền đạt lại cho bà con để mà bà con thực hiện. Đến nay đã có 36 thành viên tham gia hợp tác xã và mở rộng trồng được trên 15 hectare cây rẻ, kết hợp chăn nuôi bò sinh sản và xây dựng các công trình ở xã. Cũng nhờ anh Nguyễn Trung Hiếu mà bà con trong xã hiện nay cũng thay đổi tư duy, cách nghĩ, bắt tay cùng nhau làm du lịch cộng đồng, mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách canh tác trước đây. Số đơn vị họ triển khai những cái chương trình mới, thường là họ sẽ triển khai về hợp tác xã, thì khi đấy thì hợp tác xã sẽ truyền đạt và triển khai trên tất cả các thành viên tham gia trồng rẻ mà đã đăng ký vào hợp tác xã. Thì qua đó thì người dân sẽ được hưởng lợi về những cái chính sách. Thì cái khó khăn của các hộ ngoài là họ tự phải bán, họ tự manh mún nhỏ lẻ và họ phải tự tìm nguồn khách hàng. So với việc mà tham gia hợp tác xã thì ngoài cái việc thì họ đã không phải lo về cái thị trường, ai nữa là không phải lo về tìm về cái nhãn hiệu thương hiệu cho riêng mình nữa, mà họ có thể dùng chung cái nhãn hiệu thương hiệu của hợp tác xã luôn. Rất mừng cái là cái quy trình chăm sóc mà theo cái gia đình mình đưa ra và được bà con là áp dụng rất là tốt. Nên là hiện nay là cái sản phẩm hạt rẻ trên Quảng Lạc về quá trình chăm sóc nó mang lại cho đánh giá là cái hạt rẻ là Quảng Lạc rất khác hoàn toàn so với các địa phương khác. Thứ nhất là nó khác về màu sắc, thứ hai là nó khác về độ ngọt của hạt rẻ, thứ hai ba là độ cứng, độ đanh của hạt rẻ. Phần sản phẩm hạt rẻ của chúng tôi thì sau khi mà trong quá trình phát triển đã khẳng định được cái thương hiệu, thì cũng may là được chính quyền xã cũng như là chính quyền thành phố quan tâm để đưa cái hạt rẻ này mở rộng ra thị trường các tỉnh bạn. Thì qua đấy thì là cũng đưa cái sản phẩm hạt rẻ đi đánh giá xếp hạng OCOP của tỉnh Lạng Sơn. Thì đến năm 2021 là cái sản phẩm hạt rẻ hiện nay là cũng đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Việc canh tác cũng như là chăm sóc cây ra thì chúng tôi cũng đã phải tìm tòi và bổ sung thêm cái lượng kiến thức của mình về cây rẻ để mà đưa ra cái chất lượng hạt rẻ ngày một tốt hơn và ngày một sản lượng ngày một ổn định hơn. Tôi mong muốn là các cấp chính quyền là quan tâm và xây dựng thêm một cái tổ chức gọi là liên hiệp các hộ trồng rẻ trên địa bàn xã Quảng Lạc, để mà qua đấy thì chúng tôi có thể mà
cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức cũng như là chia sẻ cái thị trường tiêu thụ để nhằm giữ lại cái giá trị thực sự của cái hạt dẻ trên địa bàn xã. Thế mạnh của xã Quảng Lạc và đặc biệt là cái giá trị mà kinh tế mà cây dẻ mang lại thì đảng ủy chính quyền xã cũng thực hiện chỉ đạo của tỉnh và của thành phố là đẩy mạnh và coi cây dẻ là cây chủ lực và mở rộng, tăng cường mở rộng cái diện tích cũng là nâng cao chất lượng sản phẩm của cây dẻ, đồng thời cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như là tổ chức ngày hội mùa hè hạt dẻ hàng năm để nhằm lấy cái thu hút những cái thương lái cũng như người dân biết đến sản phẩm hạt dẻ Quảng Lạc và tiêu thụ sản phẩm cho bà con, đồng thời cũng là nâng cao cái giá trị thương hiệu và đẩy mạnh cái hoạt động du lịch trải nghiệm vườn dẻ gắn với cái tiêu thụ cái sản phẩm hạt dẻ cho bà con nhân dân, qua đó thì nâng cao giá trị của sản phẩm hạt dẻ. Với hướng đi đúng đắn cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, anh Nguyễn Trung Hiếu cùng bà con trong hợp tác xã nông nghiệp An Sơn, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đã từng bước nâng cao giá trị sản phẩm hạt dẻ, qua đó khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.